Dự báo giá tiêu ngày 10 tháng 7 năm 2024, giá tiêu tiếp đã tăng sốc. Tại thị trường thế giới, cộng đồng hồ tiêu quốc tế abc niêm yết giá tiêu đen lam vùng, Indonesia chốt tại 7.162 đô la mỗi tấn, tăng 0,28%. Giá tiêu đen Brazil Asta 570 ở mức 7.250 US tấn. Giá tiêu đen Chin, Malaysia Asta mức 7.500 đô la tấn giá tiêu trắng muôn to 9.019 đô la mỗi tấn, tăng 0,28%. Giá tiêu trắng Malaysia Asta ở mức 8.800 đô la tấn. Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 6.000 đô la tấn với loại 500 gam mỗi eo, loại 550 gam eo mức 6.600 đô la mỗi tấn. Giá tiêu trắng ở mức 8.800 đô la tấn. Báo cáo tuần mới nhất của Tesim cho hay, nhiều chuyên gia tại Brazil đánh giá mùa vụ 2024 tại quốc gia này bị ảnh hưởng nặng nề do hạn hán kéo dài, sản lượng của Brazil dự kiến thấp nhất trong nhiều năm, với niên vụ 2024 giảm 20-40% so với năm 2023. Nếu dự báo của các chuyên gia về Brazil là chính xác, kỳ vọng thị trường hạt tiêu sôi động hơn từ tháng 9 trở đi. Trong khi đó, tính đến hết tháng 6 năm 2024. Việt Nam đã xuất khẩu được 142.586 tấn hồ tiêu các loại, trong đó tiêu đen đạt 125.959 tấn, tiêu trắng đạt 16.627 tấn, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 634,2 triệu đô la, tiêu đen đạt 539,9 triệu đô la, tiêu trắng đạt 94,3 triệu đô la, so với cùng kỳ năm ngoái lượng xuất khẩu giảm 6,8%, tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu lại tăng 30,5%. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen 6 tháng đạt 4.365 đô la mỗi tấn, tiêu trắng đạt 5.983 đô la mỗi tấn, tăng lần lượt 922 đô la đối với tiêu đen và 1.028 đô la đối với tiêu trắng so với cùng kỳ 6 tháng năm 2023. 6 tháng đầu năm 2024 xuất khẩu sang Mỹ tăng 44,6% đạt 37.435 tấn, chiếm 26,3% thị phần. Tiếp theo là các thị trường Đức. 9.526 tấn tăng 106,7%, UAE 8.388 tấn tăng 15,2%, Ấn Độ 8.173 tấn tăng 45,7%, Trung Quốc 7.453 tấn giảm 85,2% và Hà Lan 6.019 tấn tăng 52,1%. Các thị trường xuất khẩu tiêu trắng hàng đầu: Đức 2.454 tấn, Mỹ. 2044 tấn, Hà Lan, 1779 tấn, Thái Lan, 1732 tấn và Trung Quốc, 1 1567 tấn. VBSA cho biết, trong bối cảnh nguồn cung nội địa giảm, doanh nghiệp trong nước đã phải tăng cường nhập khẩu tiêu từ các nước khác. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, lượng tiêu được Việt Nam nhập khẩu lên tới hơn 18.000 tấn, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lượng nhập khẩu từ Campuchia tăng 34,5% và từ Indonesia tăng 67,3%, ngược lại, nhập khẩu từ Brazil giảm 22,3%. Nhận định về thị trường, VPSA đánh giá dấu hiệu thiếu hụt nguồn cung so với nhu cầu tiếp tục được ghi nhận trong thời gian tới cho đến khi giáp hạt. Đây tiếp tục là động lực để giá tiêu trong nước tuần này tăng tiếp, kỳ vọng lấy lại mốc 160.000 đồng/kg. Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công thương đánh giá Hiện nguồn cung tiêu thiếu hụt trong khi nhu cầu hồi phục mạnh mẽ từ các thị trường lớn như châu Âu, Mỹ và Trung Quốc, sản lượng hạt tiêu năm nay của Việt Nam và nhiều nước sản xuất lớn được dự báo đều sụt giảm do tác động của hiện tượng El Nino lẫn suy giảm diện tích canh tác. Tại thị trường trong nước, giá tiêu hôm nay ngày mùng 9 tháng 7 năm 2024 tại khu vực Đông Nam bộ tăng nhẹ 1.000 đồng ở một số địa phương, giao dịch quanh mốc 151.000 đến 152.000 đồng mỗi kg. Giá mua cao nhất tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông là 152.000 đồng/kg. Giá tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 152.000 đồng mỗi kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá tiêu Chư Sê, Gia Lai hiện ở mức 151.000 đồng mỗi kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá tiêu Đắk Nông hôm nay ghi nhận ở mức giá 152.000 đồng mỗi kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay tăng 1.000 đồng kg so với ngày hôm qua. Cụ thể, tại Bà Rịa, Vũng Tàu ở mức 151.000 đồng mỗi kg. Tại Bình Phước, giá tiêu ở mức 151.000 đồng kg. Dự báo giá tiêu ngày 10 tháng 7 năm 2024 tiếp đã tăng mạnh. Hiệp hội Hồ Tiêu và Cây Gia Vị Việt Nam, VBSA vừa cho biết, Việt Nam xuất khẩu được 28.162 tấn hồ tiêu các loại gồm 24.988 tấn tiêu đen và 3.174 tấn tiêu trắng trong tháng 6 năm 2024. Giá tiêu xuất khẩu Bình Quân trong tháng 6 năm 2024 tăng tới khoảng 1.000 đô la tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện giá tiêu đen đạt trung bình hơn 4.300 đô la mỗi tấn, tiêu trắng đạt trung bình gần 6.000 đô la mỗi tấn.